Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn của mình phá tức game đầu tiên nào. It's Horror Cloud. Let's go. Chapter 1. Một tấm bản đồ. Một con dao, ok. Ah!
Ok. Let's go. Bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai. Okay, let's go. Continue. Okay. Lên tầng 2. Thế thì mình sẽ xuống dưới tầng hầm.
Rồi nó đang xuống dưới rồi. Ok. Mình sẽ xem nó đi đâu. Ok, đã đủ 20 chú túi tiền. Rồi. Nó dưới đây. Oh my God. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái kênh thứ ba, Pika y Santa. Let's go. Tối ngày hôm nay các bạn sẽ hóa thân là một anh chàng big guy hiền hậu và bị lạc ở trong ngôi nhà này. Bây giờ bắt buộc phải tìm cách để thoát khỏi ngôi nhà này. Và trong ngôi nhà này thì có bà big guy và ta bị Santa ám vào. Rồi, và mình sẽ phải tìm cách để thoát ra khỏi ngôi nhà này nào. Đầu tiên thì mình sẽ đặt cái này vào đây. Ok. Nhờ xuống đây nào. Let's go. Và tao bắt đầu xuất hiện rồi. Let's go. Thank you.
Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ tư, Slenderina Sola 2. Đây là một tựa game rất là khó của Slenderina, một tựa game mà. Và trong tựa game này các bạn phải đi truy tìm 8 quyển sách tất cả. Và là một trong những tựa game rất khó của Slender nhé. Tiếng bước chân này là tiếng của đứa con. Wow, có quỷ. Chạy thôi. Chạy rất là nhanh. Wow. Đây là ngõ cụt. Không có gì đây. Đi xung quanh và tìm kiếm tất cả là 8 quyển sách nhá. Là lúc đó các bạn sẽ thoát được khỏi mê cung này. Một mê cung rất là kinh hãi, rất là sợ luôn. Ok, rồi và mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Slenderina. À, Slender Rising 2. Let's go. Rồi vào tựa game này thì các bạn sẽ phải đi truy tìm 7 con ma tất cả sẽ lẩn vẩn xung quanh ngôi nhà này. Một ngôi nhà khá là rộng. Cái này phải gọi là một tòa lâu đài chứ không phải nói là một ngôi nhà nữa. Đây là đường cụt rồi. Ra ngoài thôi. Chỗ này cụt luôn. Thì các bạn phải cẩn thận Slenderman, bởi vì ông ta xuất hiện ở trong này thì rất khó để chạy luôn.
cho nên các bạn phải đi những cái đường nào mà không bị cụt, có gì còn chạy thoát được khoảng không ta. Vẫn chưa gặp được một con ma nào, không biết nó đang bay đi đâu. Gần đây có, nhưng mà nó đang ở chỗ nào mình thử đi lại xem. Chỗ này không vào, nó khéo ở tầng trên rồi. Đi xung quanh từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên, làm sao để tìm kiếm được 7 con ma tất cả. Và nó cứ đi lên trên rồi lại đi xuống dưới, rất là khó để bắt nó trong tựa game này, rất là khoái luôn. Khi gặp nó thì các bạn sẽ phải bắt nó nhanh, nếu không thì nó sẽ quay ngược lại và nó chạy rất là nhanh. Gặp Slenderman rồi, chuồn xuống đây thôi. Oh my god, tựa game nó rất đơn giản thôi. Ok rồi, và mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Dispatch. Vào trong căn phòng này rồi, và khi đó thì ông ta sẽ để một cái gì ở trong ngăn kéo, không biết là một món đồ gì. Và bây giờ thì mình sẽ phải kiểm tra ngăn kéo đó xem có gì không. Một chiếc chìa khóa, ok. Thì bây giờ mình sẽ mở cánh cửa này ra. Rồi, let's go. Chào mừng các bạn đến với thế giới của Dispatch. Chân hùng dũng của ông ta. Oh my god, ông ta phát hiện ra mình ở đây rồi. Không hiểu sao ông ta lại phát hiện ra mình ở chỗ này. Tài thật. Rồi, mình vẫn còn món đồ này. Oh my god, wow. Ông ta luôn luôn ở chỗ đó, tài thật. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Fly of Redfall. Đây là một tựa game coi nhà khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Ở đây thì sẽ có 3 cánh cửa. Các bạn sẽ ở trong căn phòng này và coi 3 cánh cửa này, làm sao để tránh con gấu nó vào ngôi nhà các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ đóng cửa rồi bật đèn flash đây. Tiếp tục đến cánh cửa thứ hai, các bạn cũng như thế,
đóng cửa bật đèn flash. Từ 3 giờ đổ lại thì con gấu nó sẽ ít xuất hiện, nhưng từ 3 giờ đổ lên thì nó sẽ xuất hiện rất là nhanh. Cho nên các bạn phải coi thật nhanh. Ở đây là căn phòng ngủ của các bạn. Khi con gấu nó vào thì nó sẽ vào trong căn phòng ngủ này và nó ngồi cạnh con gấu, cạnh con gấu giả này, con gấu bông. Đó, các bạn cứ đi xung quanh coi tất cả những cánh cửa này, làm sao thời gian càng lâu càng tốt. Đây là một tựa game coi nhà, để tránh gấu vào và tiêu diệt các bạn. Không biết là có gấu vào trong không, bởi vì thường thì mình không thấy thông báo ở chỗ này, nhưng mà hai cánh cửa bên này lại thông báo là cẩn thận. Đó, waiting. Đó, ok. Đó, các bạn cứ như thế thôi trong ba căn phòng này. Rồi, và mình sẽ chuyển sang tới game tiếp theo, sang con hồ lô. Let's go. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.